Trong nhà tù, một người đàn ông dùng dao đâm vào đùi phạm nhân. Một nhát, hai nhát. Phạm nhân chỉ nhếch miệng, không hề lên tiếng. Người kia thấy vậy chưa hả cơn tức lại đâm thêm nhát nữa. Đột nhiên phạm nhân mở mắt nhìn chằm chằm người kia. Thấy vậy người kia sợ hãi lùi về sau. Anh ta vẫn chưa từ bỏ. Đêm đó nhân lúc phạm nhân ngủ say, anh ta lại chạy đến rạch một nhát thật sâu dưới lòng bàn chân của ông ta. Dù gì thì cũng là người, nhát này là đau thật khiến phạm nhân tỉnh lại. Nhưng tiếp theo ông ta giống như không biết đau, nhắm mắt lại ngủ tiếp. Nhìn bộ dạng cứng miệng của ông ta, cai ngục áp tải ông ta đến giam ở phòng khác. Chưa bao lâu bốn phạm nhân khác xông vào đánh đấm ông ta. Cuối cùng sau khi ông ta ngất đi, cả đám mới dừng lại. Mọi chuyện đều đến từ chủ ý của tên cảnh sát này. Anh ta chán ghét những ngày làm cảnh sát, từ nhỏ đã khao khát nắm giữ quyền lực và tự do, nên hắn ta đã để ý Mark hơn từ trước khi vào tù. Mok Heon từng tham gia chiến tranh Việt Nam, tự cảm thấy nghiệp nặng nên khi về nước trở thành một nhà truyền giáo. Do ông ta có khả năng ăn nói, rất biết lấy lòng người, các tín đồ còn tự nguyện đi xây nhà thờ cho Mok Heon. Cảnh sát thấy Mok Heon có khả năng kêu gọi và vận động, trong lòng sớm đã chướng mắt mấy người dẻo mồm. Thế là dùng mọi cách nhốt ông ta vào tù. Hắn còn lệnh cho tù nhân đến hành hạ Mok Heon. Có điều những tên tù nhân này lại bị Mok Heon thu phục. Bây giờ làm chút chuyện có lỗi là đêm đến không ngủ được. Cảnh sát rất tức giận nhưng đồng thời cũng cảm thấy so với việc dạy dỗ Mok Heon, chỉ bằng lợi dụng ông ta thực hiện nguyện vọng của mình. Thế là hắn ta đề nghị Mok Heon dẫn đám tù nhân này vào trong rừng sống, như vậy tiện cho việc cảm hóa họ. Mok Heon thấy đây là một chủ ý hay, liền đồng ý. Dù sao thì không thể lãng phí tài năng thuyết phục người khác của mình được. Rất nhanh cảnh sát với Mok Heon và một số tù nhân khác bắt đầu cuộc sống tách biệt với bên ngoài. Lúc đầu họ rất nghèo, chỉ có rau ăn. Về sau cuộc sống cải thiện hơn, lâu dần nơi này trở thành một ngôi làng giàu có. Nhưng tiếp theo đó Mok Heon dần thất thế. Lúc đầu các tù nhân vẫn rất tôn trọng Mok Heon. Nhưng về sau, họ cảm thấy Mok Heon không những lề mề, còn thích ra lệnh cho họ khiến họ không hài lòng. Thế là họ bắt đầu đứng về phía cảnh sát, chọn hắn ta là trưởng làng, còn Mok Heon cứ thế bị cô lập. Mười mấy năm sau, trưởng làng và các tù nhân đều già đi. Hôm đó họ phát hiện Mok Heon đã chết. Người trong thôn báo cho Haekuk con trai của Mok Heon biết. Họ không biết rằng sự xuất hiện của Haekuk sẽ đem chết chóc đến cho ngôi làng này. Lúc đầu Haekuk không thấy cái chết của cha mình có vấn đề gì. Đặc biệt trưởng làng và mọi người đều đón tiếp nhiệt tình. Nhưng trong lúc nói chuyện, Haekuk nhận ra trong lời của những người này đều ẩn ý. Cái thôn này không chào mừng cậu, cậu tốt nhất hãy đi đi. Hơn nữa bọn họ vội đuổi Haekuk đi. Không lẽ cái chết của cha anh ta có liên quan gì ư? Haekuk bắt đầu sinh lòng nghi ngờ. Hôm sau, anh ta kiên quyết mời pháp y đến khám nghiệm tử thi cho cha. Nhưng người pháp y này hình như rất sợ trưởng làng, cuối cùng nói với Haekuk, cái chết của bố cậu không có gì bất thường. Tuy nhiên Haekuk không chịu tin. Sau khi an táng cha, anh ta đến ngân hàng check ghi chép tài sản của cha, mới phát hiện toàn bộ tiền và đất do cha mình đứng tên đều thuộc về trưởng làng. Lẽ nào giết người cướp của ư? Quả nhiên, vào lúc Haekuk dọn dẹp sách của cha dưới hầm phát hiện rất nhiều sổ nợ. Haekuk không biết trong đó có ẩn giấu gì không, liền cố ý nhắc chuyện này trước mặt trưởng làng. Quả nhiên trưởng làng vừa nghe mặt đã biến sắc. Tối đó, Haekuk đặc biệt lắp đèn cảm ứng âm thanh trước cửa, rồi giả bộ đến cửa hàng của Yeongji trong làng ngủ nhờ. Nhưng thực chất, anh ta nằm trên sàn nhà phòng khách chờ cả cắn câu. Tối đó trời đổ mưa lớn, quả nhiên một bóng người chậm chậm tiến lại gần. Nửa đêm, Haekuk nghe thấy bên ngoài có tiếng bước chân khẽ khàng và thăm dò. Anh ta sợ hãi nuốt nước bọt, lúc này người kia đã đi đến trước cửa. Đột nhiên đèn cảm ứng trước cửa sáng, người kia giật mình, dè dặt nhìn vào trong nhà. Người kia nhìn thấy Haekuk ở nhà thì giật mình hoảng sợ, hỏi cậu ta không phải đang ngủ ở cửa hàng tạp hóa ư? Ngay sau đó, anh ta nhận ra mình nói lỡ mồm, quay người bỏ chạy. Haekuk nhớ lại cuộc nói chuyện hồi sáng với trưởng làng, đột nhiên nhận ra gì đó lập tức xông xuống hầm. Quả nhiên phát hiện một cánh cửa sau chồng sách. Haekuk cẩn thận mở cửa, phát hiện bên trong là một mật đạo. Haekuk lần theo mật đạo một đoạn rất dài, sau một hồi anh ta đi đến cuối. Lúc này anh ta nghe rõ tiếng của trưởng làng. Lúc này trưởng làng đang nói chuyện với Seokman. Nội dung chính là chuyện Haekuk đến ngân hàng kiểm tra tài sản của cha. Haekuk không ngờ trưởng làng có thế lực mạnh như vậy. Anh ta đến ngân hàng làm gì đều được điều tra được rõ ràng. Điều này càng khiến Haekuk chắc chắn cha mình bị trưởng làng hại chết. Haekuk không hề đánh rắn động cỏ, âm thầm quay trở về nhà. Đột nhiên anh ta phát hiện trước cửa hầm đặt một máy ghi âm. Haekuk không biết là ai để lại nhưng vẫn mở lên nghe. Không ngờ đoạn ghi âm tiết lộ chuyện cũ của trưởng làng. Hóa ra người ở đây đều là phạm nhân hung ác. Đến đây hợp lại thành một ngôi làng cũng chính là nơi mà Haekuk đang ở. Thế là để điều tra rõ cha mình có phải do họ hại chết không, Haekuk nhân đám người này ra ngoài, lén lút đột nhập vào nhà của Seokman từ mật đạo. Kết quả khi đang tìm chứng cứ, Seokman trở về. Chỉ thấy ánh mắt ông ta hung ác, đâm một nhát dao vào bụng Haekuk khiến anh ta không kịp trở tay. May thay anh ta vẫn còn nhanh nhẹn, chạy thoát được ra ngoài. Hai người một người đuổi, một người chạy. Haekuk chạy đến vách núi thì hết đường. Thấy Seokman ngày càng tiến lại gần,
He Cúc nhặt một hòn đá giấu sau lưng, nhân lúc Xê Ốc Man lại gần ném mạnh vào mặt ông ta. Cuối cùng ông ta ngã chết. Rất nhanh trưởng làng và con trai đến nơi phát hiện thi thể của Xê Ốc Man. Lúc này He Cúc giả bộ đi ngang qua. Chào nhé, không có việc gì tôi đi trước đây. Tuy He Cúc bỏ đi nhưng trưởng làng biết rõ chắc chắn là do anh ta làm. Cân nhắc đến phát triển lâu dài, trưởng làng không định ra tay và đuổi He Cúc đi. Nhưng người anh em tốt Xê Ong Kyo làm sao bỏ qua, dám giết anh em tao, tao cho mày biết tay. Quả nhiên tối đó, Xê Ong Kyo mai phục trong nhà He Cúc, đánh cho anh ta không kịp trở tay. He Cúc khá yếu, chưa được mấy chiêu đã bị bắt và bị ông ta trói vào cột. Lúc này Xê Ong Kyo tưởng rằng đã cầm chắc phần thắng, chuẩn bị đến nhà trưởng thôn báo cáo, mà không biết lơ là cảnh giác với địch, là vô trách nhiệm với chính mình. Sau khi He Cúc tỉnh dậy dùng bật lửa đốt đống cỏ khô bên cạnh. Rất nhanh lửa lan ra khắp căn nhà của Xê Ong Kyo. Xê Ong Kyo thấy nhà cháy đùng đùng thì cầm theo con dao chạy về. Hắn ta vô cùng tức giận cầm dao xông đến định đâm He Cúc. Vào lúc nguy cấp, Ye Ong Ji, bà chủ cửa hàng tạp hóa ngăn cản kịp thời, nhưng cô ta không nói gì nhiều. Ngược lại Xê Ong Kyo nhìn thấy cô ta thì ném con dao đi, xông vào nhà giữa ảnh treo trên tường xuống. Không ngờ áo của hắn ta bị bén lửa, cuối cùng bị chết cháy. Lúc này một ngôi làng đang yên bình bỗng nhiên trở nên nguy hiểm vì một người lạ. Trưởng làng quyết định phải làm gì đó, vì cái ghế trưởng làng của mình. Ở bên này Ye Ong Ji cởi đồ chui vào trong chăn, nằm bên cạnh trưởng làng. Ông ta không mở mắt hỏi Ye Ong Ji, cô thích người trẻ cao to hay là thích người già gầy gò như tôi? Ye Ong Ji không dám nói thật, chỉ biết im lặng. Ông ta không hài lòng ngồi dậy tát Ye Ong Ji một cái. Ye Ong Ji nhìn với ánh mắt bất mãn, ông ta lại tiếp tục xuống tay, âm thanh vọng ra cả bên ngoài. Cuối cùng ông ta cảnh cáo Ye Ong Ji, nếu còn để tao nhìn thấy mày qua lại với thằng nhóc mới đến, thì tao đánh chết mày. Ye Ong Ji không dám lên tiếng, cũng không dám khóc, chỉ biết nuốt nước mắt vào trong. Cùng lúc đó, trong thôn liên tiếp xảy ra án mạng. Ye Ok Chun, một người dưới trướng trưởng làng không chịu được áp lực, sợ bị báo thù, liền kể toàn bộ việc xấu của trưởng làng cho He Cúc và một công tố viên nữa biết. Mà không hề hay biết, toàn bộ những gì anh ta nói đã bị trưởng làng trốn dưới mật đạo nghe thấy. Dám bắn đứng tao, xem ra mày chán sống rồi. Hôm sau, trưởng làng liền gọi anh ta đến bờ suối, rồi đẩy anh ta ngã xuống vách núi, nghèo ngay tại chỗ. He Cúc nhìn thấy thi thể của anh ta, nhận ra trưởng làng giết người diệt khẩu, tức giận đùng đùng tìm đến ông ta. Hất đổ bàn ăn rồi tức giận hỏi ông ta, có phải ông giết cha mình không? Lúc này trưởng làng vô cùng điềm tĩnh, ông ta kể lại quá trình cha He Cúc từ một nhà truyền giáo người người ngưỡng mộ, dần biến thành một kẻ ai ai cũng ghét cho He Cúc nghe. Cuối cùng trưởng làng nói mình không giết ông ta. Có điều, nếu cậu muốn biết sự thật thì tối nay đến tìm tôi. He Cúc biết phen này lành ít dữ nhiều, nhưng vẫn cứ đến. Rất nhanh tối đó He Cúc đến như đã hẹn, nhưng trưởng làng không có ý để anh ta sống. Móc một khẩu súng ra, nói ẩn ý rằng ngày chết của mày đến rồi. Ai ngờ vào lúc nguy cấp, cảnh sát đến nơi vạch trần tội ác những năm nay trưởng làng, chiếm dụng đất phi pháp, cấu kết với quan chức, xưng bá xưng vương trong làng, hơn nữa còn có chứng cứ xác thực. Trưởng làng không tin vào mắt mình, rồi nhìn Ye Ong Ji đứng bên cạnh với ánh mắt căm thù, nhận ra mình đã bị bán đứng. Cuối cùng ông ta ăn đạn tự sát. Pháp y kết luận cái chết của cha He Cúc không có gì bất thường. Về sau, cảnh sát niêm phong ngôi làng và xây thành khu du lịch, người phụ trách nơi này biến thành Ye Ong Ji. Hôm đó He Cúc đến hỏi thăm, nhìn thấy Ye Ong Ji đứng trên biệt thự của trưởng làng, trên miệng cô ta hiện ra nụ cười đắc ý. Lúc này He Cúc mới vỡ lẽ, anh ta nhớ ra là Ye Ong Ji đã gọi điện cho mình thông báo cái chết của cha. Còn cả máy ghi âm ở trong nhà cũng là do cô ta để lại. He Cúc đoán không sai, anh ta đã bị lợi dụng. Năm 18 tuổi, Ye Ong Ji được cha của He Cúc cứu rồi dẫn về làng. Lúc đầu mọi người đều tôn trọng ông ta, cô ta sống rất vui vẻ. Nhưng về sau, cha của He Cúc thất thế, nhà của Ye Ong Ji trở thành nơi qua đêm của đàn ông trong thôn. Mỗi tối cô ta đều bị ép tiếp đón những người đàn ông khác nhau. Cô ta chịu đủ mọi nhục nhã, sống như rêu bám. Ký sinh trên người trưởng làng chỉ chờ cơ hội chờ mình, tiêu diệt toàn bộ đám người này. Về sau cô ta đã đợi được cơ hội đó chính là He Cúc. Cứ như vậy, Ye Ong Ji mượn gió bẻ măng, tiễn hết đám người xuống suối vàng. Bộ phim kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã xem video ủng hộ chị đẹp review phim. Hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.